Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Quyền Vương 98. Ok. Ở đây là có 230.000 lực, 31.000 lực. Lên thể nó chậm vãi đái luôn á. Lên giờ này giống như là nó tới cái mức gọi là chậm lại, không có nhanh nhanh ngày xưa nữa. Bữa nay còn 6 trận này chưa đánh luôn, mới có vàng 2. Bữa nay ráng lên đánh lên bạch kim mới được. Rồi. Mà cũng có một số bạn là BM ở trên fanpage của mình á, thì hồi nãy mình mới có hôm qua mình mới nhận được một tin nhắn của bạn Phạm Nguyên. Bạn nói là nhắc tên bạn ở trên video của mình. Thì mình nhắc tên bạn. Với lại đây là cái comment của bạn. Đây là comment của bạn bạn đó. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới fanpage của mình với lại theo dõi cái channel của mình. Các bạn, tất cả các bạn khác thì nếu mà giống như có câu hỏi nào đó mà muốn hỏi mình thì cứ qua fanpage bấm phần tin nhắn gửi tin. Nhưng mà các bạn đừng có hỏi giống như là anh có cài thuê không. Cài thuê gì? Tôi không có thời gian. Rồi mấy bạn hỏi giống như là bạn cho em mượn nick đi. Mình có một nick không cho mượn được. Một số bạn gửi anh còn nick nào không cho em đi. Mình nói con mình có một nick một à. Mà cái nick này nó dính tới account LOL là League of Legends của mình nữa. Rồi nó dính tới một cái gì quên rồi. Cái tóm lại là nó dính rất là nhiều thứ cho nên là không có cho bạn được. Rồi còn một số bạn vô BM nhắn tin cái hình, nhắn tin có một cái icon động à, nhắn tin cái động sao rồi cái mình thấy mình đâu có biết trả lời sao đâu, mình không có trả lời luôn. Cái mấy bạn nhắn đụng sao anh không trả lời em, mấy bạn nhắn thì phải có nội dung, người ta mới đọc được cái nội dung đó, người ta mới trả lời mấy bạn được. Còn mấy bạn mà không có nội dung gì hết thì nè, giống như bạn Phạm Nguyên, bạn nhắn vô ha, bạn nhắn vô comment vậy đó mình mới trả lời được, chứ còn mấy bạn nhắn không có nội dung gì hết làm sao trả lời, đúng không? Rồi ok, bây giờ là tiếp tục vô game. Là mình vô hôm nay chủ yếu là hôm nay là mình lên BK Link Server cho một cái chế độ là tuyệt kỹ. Là tuyệt kỹ là sao? Tuyệt kỹ là con nào vô cũng có tuyệt kỹ hết, trừ khi nó bị giảm nộ nhưng mà nó không có nhận đam đó. Giống như là nó giảm nộ rồi mà nó cái lượt tiếp theo nó không có nhận đam á thì nó mới là bị mất cái đi cái tuyệt kỹ của cái lượt sau thôi. Bây giờ có cái chế độ BK Link Server này, tiền xài không bao giờ hết luôn. Quà đăng nhập vượt màn chính được xác suất rơi hộp cường hóa, quay cà phê nhận gì gì quay cà phê ở đây. Quay cà phê này, quay cà phê bằng kim cương nhận Leona với lại con này là con gì quên rồi. Hayden xài tích lũy nhận Leona với Hayden. Ủa, có cái này nữa ghê. Huy hiệu bảo tố, xài 5.000 kim cương. Sách judo. Còn cái này là cái vũ khí của Hayden, xài 12.000 kim cương. Giờ còn 6.000, giờ thí dụ như mà nạp tiền là nạp bao nhiêu? Bấm vô nạp tiền. Nạp tiền trong game. Ủa sao kì nó quay đi rồi. Nạp bằng cái thí dụ như nạp bằng thẻ điện thoại đi, còn mấy cái thẻ kia thì tự tính. Có bấm thanh toán rồi, giờ nạp bao nhiêu? 6.000 thì nè, nạp 500 mà được 4.000 rồi, 4.500 à, ý 4.800 à. Chà, vậy là phải nạp 800, nạp 800 nữa mới đủ 12.000. Mà 12.000 thì nếu mà mình xài kim cương thì mình xài cái gì? Nếu mà xài kim cương thì chắc là quay rương là chắc ăn nhất. Quay rương là cứ 10 rương là được 600, là bị làm mất hết 680 kim cương. Vậy là quay 10 rương, 20 rương, 10 ấy 10 là mới có 6.000 à. Ý 100 mới là có 6.000 à.
Ủa vậy là phải mở 200 rương, gần 200 rương. 200 rương chắc ra nhiều á. Nhưng mà nói chung là mấy bạn cũng không cần nạp tới 12.000 đâu. Chỉ mấy bạn cần tầm 8.000 thôi. Xong rồi bạn mở rương nó ra cái kim cương á, đó. Đó, bạn mở ra rồi bạn mở tiếp. Ok. Vậy thôi. Chủ yếu là nó vấn đề nó vậy thôi, nhưng mà mình không có chơi. Mình không có chơi con đó. Không phải không chơi, nhưng mà không có tiền chơi, nên không chơi. Ở bên đây sao giờ mình còn tới 27 lần mở này nữa nè. Có nên mở không? Không mở, để 30 lần mở. Đúng không? 27 lần mở đó thì đâu có gì mở 27 lần có gì đâu. Thiên phú, ồ chà, thiên phú chắc nhiều điểm, hôm nay tích cũng nhiều. Shit. Hôm nay không có đánh cái kia cho nên đâu có điểm thiên phú đâu. Rồi mình phải tăng cái này đi. Mình tăng hết cái này đi. Tăng cái này. 5. 5 luôn à, chết rồi. Đây. Đó, 10 điểm. Còn cái này là bao nhiêu? 280 điểm. Chà, 60 điểm nữa. Ở đâu ra đây? À, có võ đài kìa. Rồi, bây giờ đã có võ đài rồi. Vô trận nào chưa ta? À, chưa. Mới bắt lên 3 phút nữa là vô trận đầu. Rồi. Ôi, nhảy thì win rồi. Trận này win à. Trận đó win à. Chắc luôn, cái này win à. Không phải là so level gì mà khoan, cái cổ đài đấy. Trời ơi. Ở trên đây nó ghê quá ta. Mình hạng 187. Server toàn là quái nhân không. Cái này đội hình này ghê lắm. Làm mới cái đi. Làm mới nó còn ghê hơn chưa làm. Oh shit. Mấy thằng này nó ở dưới đây dưới à. Oh, cái này team mình ngon nè. Hên xui thôi. Ủa mà nãy level mấy? Không quên nhìn level nó rồi. Bỏ qua cái nè. Ờ. Nhanh chóng, nhanh chóng. Ổng không có thời gian, không có thời gian. À, làm gì cho lẹ ha. Chứ mà đánh lâu lắm, mấy này đánh lâu lắm. Với lại team mình ít đam lắm, đánh lâu đó không có kiểu như là one hit one die được. Vô liên server cái. Liên server này thì nói chung là cái tuyệt kỹ này thì dễ lắm, mấy bạn cứ lựa con nào mỗi tuyệt kỹ nó bá bá xíu là ngon ngon à. Chà, đối thủ nặng ký á. Đối thủ ra tay. Shit. Thì vô chọn con đó rồi. Không có con gì để gọi là chọn được hết á. Thôi, bỏ con này đi, cái này. Tắt cái hit nó chứ. Ồ. Chọn hai đó, chọn cái này liền. Oh shit. Lẹ đi ba. Ờ, có giảm nậu, có giảm nậu. Mấy vệ rồi? Ba vệ rồi. Ba vệ tới cái này đi. Rồi. Nhiều vệ quá cũng không tốt, cho nên là thôi, lấy ba vệ thôi. Ba vệ lấy tim bóc bóc nó. Nước quá. Giờ mình sẽ cho cái này vô. Đúng rồi. Cho con này vô. Đúng rồi. Cho này vô. Đúng rồi. Rồi vậy đi. Hơi thiếu đam ha. Rồi để. Ơi shit. Oh shit. Lỗ rồi, bậy rồi, trời ơi. Quên nhìn thời gian.
sai rồi, cái này lỗ rồi, xong rồi, chết tôi. Chết tôi thì chết. Thôi, nó đưa ba vệ vô kìa. Chắc nó quýnh cái hồi máu của mình rồi. Giảm nộ. Giảm nộ này làm chi? Giảm nộ này làm chi rồi lấy con đó quýnh ta. Thôi vậy. À đù. Ôi đem xuống để chết. Cái chỗ này. Mẹ nó. Choáng quá trời heo. Câm lặng. Ôi. Choáng rồi, choáng. Trời không có choáng gì luôn à. Xui thật chứ bị choáng hai thằng mà thấy không vui. Ủi nói chung cái con đó nó đam hổ nhiều, có hồi máu là ok à. Mình thấy nó chọn con chin đó mình mới lấy con hồi máu. Đừng có choáng nữa. Má thật. Lấy con giảm nộ không có làm được mẹ. Thằng này ba vệ nó đánh mình chắc tới năm sau. Đó đúng rồi. Có choáng mới được. Nãy giờ nó choáng thôi mà mình chưa có choáng được cái nào. Chết tui thiệt. Thôi đổi liên tục ha. Cũng vậy à. Choáng. Không choáng. Cầm lặng. Thua luôn. Giảm nộ nè. Cái này giảm nộ là nó không có nộ lần sau nè. Cái con vô đó không có nộ. Choáng nữa kìa. Thằng này. Chết luôn. Nhìn thấy biết chết. Thôi, robot từ từ. Cái này vào trước đúng không? Cầm lặng đó, mẹ giữ con yêu đó rồi đó. Ôi ôi, đúng rồi câm lặng làm cái gì, cái lộn giảm nộ làm cái gì, khi mày đập cho nó cũng hồi nợ nộ là.
quýnh con ở giữa chứ quýnh hai con kia làm cái gì. Cầm lặng, đúng rồi, quýnh tiếp. Khoan, nó chết á. Quýnh con này. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi chết luôn rồi kìa. Không có con nào đột kích hàng sau hết ha. Trời, đưa hai con này vô trưởng chết cái lũ luôn. Để con này vô. Đúng rồi. Robert tiễn hai con luôn. Đúng rồi. Làm sao chết được. Đúng rồi. Mẹ nó choáng thiệt chứ. Cái con nó hay choáng ghê ha. U trà, thấm dữ á. Đồ đâu có cần phải quýnh dữ vậy đâu. Trời nó choáng, rồi choáng không chết cũng được. Chà, quyết định này rất là khó khăn. Chia đam, không đánh chết đâu. Đừng choáng con. Chỉ mà nó cũng choáng được hay thiệt. Thua luôn. Choáng con này mình bị con kia nó chết mỏi. Thôi thôi chứ. Tính chia đam cho nó đi. Dù sao nó cũng còn một con ở ngoài, mình đâu có đánh được đâu, chịu thôi. Chiến thuật gì mà không lại nữa. Vẫn còn một hai con tăng quá. Thiệt luôn, cái con này nó choáng mắt ghê luôn. Đúng rồi. Lúc đầu vô thấy thua. Chán rồi. Trừ 8 điểm luôn.
dù sao nó cũng còn một nhiều lắm, cho nên là mình đâu có, mình một là mình kết liễu hai nó thôi, hai là phải chịu thôi, biết sao được. Cố gắng rồi, nữa đối thủ ra tay nữa. Đua bố à? Cái gì à? Chơi vậy đó hả? Được. Kinh. Tweet nó có hiệu ứng gì đâu. Chà, cái này cũng team này cũng khó, kệ có giảm nộ. Rồi nó có K rồi nó có yêu Orochi nạn hát hả ta? Vừa vô thấy chọn chấm hỏi thấy nghi nghi rồi. Như vừa vô thấy chọn chấm hỏi luôn mà thấy chà, thanh niên cứng á. Khỏi luôn, tao lấy cái này vô tao lóc mà chết luôn. Có cây của Orochi không lấy. Mày đụng trôi là mày thua rồi. Máu gì được, đâu có trôi mà máu gì nổi. Tê liệt. Tê liệt cũng cậy luôn, đợi đã ăn trước luôn. Vậy mình không chết, không chết đưa là sao, lấy đam thì về này cũng choáng kìa, choáng kìa. Ngã ngửa luôn. Úi trời. Tê liệt luôn à.
Trời ơi, vậy mà nó vẫn sống luôn hả? Kỳ lạ vậy ta. Trời ơi. Ơi, thằng này nó dở rồi, nó để con Orochi đằng sau dở. Mày nghĩ là tao sẽ đánh con này chăng? Trời, tao tính hết. Đã giảm nộ rồi còn quýnh cái con nó chi cho nó hồi nộ lại, đúng không? Không đánh luôn, không thì kêu con mập luôn. Trời tê liệt luôn, what the hell. Mình còn cái độc chiêu của con này. Đúng rồi, giảm nộ. Nó mất nộ rồi, hàng sau nữa. Nó mất nộ đợt sau nữa. Đó, đưa key vô kìa. Anh quyết định kết thúc trận đấu rồi. Con Orochi mất nộ rồi. Cây thôi, đúng rồi. Chưa giết được hai con đó luôn. Hai con đúng lì luôn. Thôi xong. Orochi của này. Choáng. Không chết. Mày có thì tao cũng có vậy. Chơi tới mày luôn chứ sao? Choáng thì choáng chứ. Shit, nó hồi sinh lại, nó mới ghê chứ. Mọi thứ chống lại mình. Thua. Đúng rồi. Thằng dở thiệt. Đúng rồi. Trời ơi. Nó hồi lại nó có nộ không ta? À, nó hồi sinh lại chắc nó có nộ. Đúng rồi, nãy giờ mới thấy được nó đánh chiều. Giảm nộ luôn rồi. Đúng rồi, đánh con đó đi. Đừng có chết, đúng rồi. Hey. Xui thiệt. Cầm lặng.
chết luôn ở ngoài, quýnh con này chết. Đúng rồi mày ơi, lực ha, lực ha, mày lực với tao ha. Ôi thường thôi cô ơi, thằng kia đứng chết. Ồ chết luôn rồi. Ê, đánh chết quả đi cu. Ê lộn, đánh chết quả đi. Đây nè, đúng rồi. Thôi cấm lặng thôi, thôi xong. Tại chết quả nó còn có cơ hội nó biến thành, ở lộn street nè, nó có cơ hội biến thành chết quả nữa. Có thể nó giống như con kia, nó được hồi sinh cho nên là đưa ra trước. Win à. Hay, thật là gây cấn. Đánh đâm má, đánh 10 lượt không. Kinh điển thiệt. Nhanh nhanh coi. Chọn cái nó lên vàng 3. Có con gì khỏe khỏe đâu con này. Vậy đi. K à, giờ phải lấy tăng. K không biết thằng kia nó có tăng không, chứ mình thấy mình có một con tăng còn trên bản đồ một con. Chơi khô máu luôn, tăng tẩm gì. Nó có một con, hai con. Ủa mình có Orochi nào ta? Khoan, suy nghĩ lại. Thì con cái hình này không biết quýnh sao luôn nè. Tăng tỷ lệ chí mạng. Choáng, ôi. Choáng, ừ, đúng rồi. Cứ thế là win thôi. Trời ơi, kéo cái hơn nửa cây luôn, ghê thiệt. Đây, để mình chỉ cho. Đúng rồi đó. Nếu mà như theo cái đội hình này, ôi trời ơi. Này lên. Đúng ta. Rồi quýnh chết đưa con khác vô. Ờ, để này đi. Đúng rồi. Xoay. Tăng chỉ lại chí mạng. Nốt. Sao không có tuyệt kỹ, không có độc chiêu gì kìa. Trời ơi. Quá một xíu nữa win luôn rồi. Chết mẹ, đưa hai đen vô à. Chơi dại. Đâu có biết chết đâu, mình tính đưa lên để cản cái đam của con Leona thôi. Kệ. Nó quýnh chết yêu mình còn được chơi nữa, mình phải yên tâm.
Nó quýnh gì kìa. Khoan, nó giỡn mặt. Nè, đánh đi mấy ba. Để nó có tiền chiêu. Để cho nó chiêu chết con Yuri luôn. Chết một. Choáng, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nó quýnh chết luôn, cho nó quýnh chết cái con Yuri gì nè, Yuri gì nè, cái con này là cái con gì quên rồi, Orochi, cái con này tên khó nhớ vậy đấy, đúng rồi, quýnh chết đi ba, chết luôn rồi, rồi nó hồi sinh vậy kìa, rồi hồi sinh vậy là số mày tận rồi. Quýnh chết con đó luôn đi, đúng rồi, chết đi. Rồi. Còn con nữa hả? Đánh đại đi mày đập. Nó hồi sinh vậy số mày tận xong. Nè, đây nè. Oh shit. Con cá choáng mà không biết choáng của ai. Trời ơi, nó không chết nữa kìa, má ơi. Thôi thằng này nó thua rồi. Còn K ở trong kia nữa. Hồi nãy nó dở, nó phải quýnh chết luôn ơi, tụi chì. Mà nó cũng vậy ha. Nó thua rồi. Vô bích tướng không thấy thua. Không biết hồi nào mà nó có vô con Orochi luôn á, không biết luôn á. Mình bấm vô đại mình không có để ý luôn. Tự nhiên cái nó có con đó luôn. Trời ơi, đánh vậy sao ai chịu nổi. Trời ơi. Còn chưa chịu đầu hàng. Nè. Nè. KO. Yeah, KO. Rồi, vàng 3. Ok. Mình xin chấm dứt video này đây. Bạn thứ hai nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn nào mà có cái câu hỏi nào muốn hỏi mình á thì cứ PM Facebook là Hammer Gaming nha. Mấy bạn vô Facebook á, bạn tìm Hammer Gaming, mình cũng để link ở trên cái video là bạn thấy bạn nhấp vào thì nó là, hoặc là cái link ở description á, cái chú thích ở dưới video mình cũng có để cái fanpage ở dưới. Bạn cứ nhấp vô đó, xong rồi bạn muốn có câu hỏi nào hay là muốn mình đưa tên bạn vô video thì các bạn cứ like fanpage rồi PM cho mình, rồi mình sẽ làm theo cái trả lời câu hỏi cho bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha.